Hello cả nhà, lại là Lan Anh đây. Tối nay Lan Anh sẽ chia sẻ đến mọi người câu chuyện vợ chồng già. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đang sống hạnh phúc vui vẻ tuổi già với nhau ở thôn quê, chỉ vì thương anh con trai duy nhất, hai ông bà bán đất vườn nơi quê nhà, thu xếp lên thành phố ở với con. Mấy bữa rồi hắn cứ đi về như con thoi, thúc giục hai ông bà nghe hắn. Hắn còn phân tích với ông bà, gọi là giáp danh thành phố chứ ba mẹ thấy có dịch vụ gì không, nỡ nay mai ốm đau đêm hôm sao đi bệnh viện cho kịp. Suy nghĩ bàn bạc, hai ông bà vẫn chưa chịu đi, lấy lý do còn anh em họ hàng mồ mả tổ tiên. Ông nói: "Mấy đứa nhà chú ba mày ở sát bên, có gì tao hú tụi nó no rồi báo tin cho vợ chồng bay liền." Nói không nghe, hắn bỏ mặc hai ông bà không thèm về quê thăm nom nữa. Ai lên chơi hắn còn đánh tiếng về quê, ra vẻ giận hờn vì ba mẹ không chịu theo ý hắn. Hắn nói với chú em họ: "Đời thuở nào có đất đai, chỉ cần bán đi, lên thành phố mua nhà cho thuê. Tiền thuê nhà ăn xài thoải mái, có mất gì đâu. Nay mai tụi tôi no sao xuể, tôi còn gia đình, hai đứa nhỏ học hành tốn kém lắm chứ." Đứa cháu về quê gặp ông bà học lại. Hai ông bà đêm đó cũng mất ngủ, suy nghĩ đến sáng. Chưa kịp xuống giường, ông đã nói với bà: "Mình chỉ có mình nó, nay mai cũng phải ở với nó. Thôi thì lên từ bây giờ cho các cháu và con vợ nó quen, tạo sự gần gũi, nó cũng yên tâm." Bà nghe ông nói cũng mừng, vì đêm qua bà cũng suy nghĩ như ông vậy. Sáng ra, ông gọi điện cho con trai mình, giao toàn quyền quyết định cho nó. Bán hết đất đai nhà cửa, được tiền đủ mua một căn nhà trên thành phố. Hai ông bà để con trai đứng tên, cho mướn lấy tiền tiêu xài, khỏi mang tiếng với con dâu. Hôm bán 100 mét đất của chú ba nó, vì đất ông bà vẫn chung sổ chưa tách thửa, ông chú gặp nó ở quê, nói nó việc đó, nó làm như không biết, tỉnh dụi nói: "Ông bà chia cho chú quá trời, có xíu đất chú đòi làm gì, coi như tặng ba con đi, mà chú muốn đòi thì mai mốt dư giả con trả, tiền mua nhà hết rồi còn đâu." Ông chú ruột thương ông anh, bây giờ làm to chuyện thì mất hết tình nghĩa, đành im lặng. May mà hai đứa con nhà ông chú không biết việc này, vẫn nghĩ đất của ông bác, vì ba tụi nó có nói gì đâu. Hai ông bà biết chuyện, nói hắn trả lại tiền cho chú, hắn gắt gỏng: "Chú không đòi nữa thì thôi, mà còn tiền đâu mà trả, mua nhà và trang bị phòng ốc cho hai ông bà hết rồi." Nhưng ba thấy vậy không được, ba cứ để con lo. Hắn chắc chắn một câu rồi bỏ đi, mặc ông bà ngồi bần thần nghĩ ngợi. Rồi mọi việc cũng xong, bây giờ ông bà đã ở hẳn nhà con trai mình, mọi chuyện không còn phải bận tâm nữa. Tiền thuê nhà đủ để phụ với con dâu nên không phải lo mang tiếng ăn bám, chỉ thi thoảng có nhớ quê và buồn. Từ khi ông bà lên đây, ông em duy nhất sau vụ lùm xùm đất đai không đòi nữa nhưng cũng có vẻ giận, chẳng khi nào đến thăm ông bà. Hai đứa cháu nội đi học suốt, ít khi hỏi chuyện. Hàng xóm toàn người cỡ tuổi con ông, họ cũng chỉ biết gật đầu chào hai ông bà mỗi khi gặp, hỏi vài câu qua loa rồi thôi, không trò chuyện nhiều như ở quê nhà, vì ai cũng như không đủ thời gian. Nhưng cả hai thấy không đến nỗi nào vì ông bà vẫn còn đủ vợ, đủ chồng. Sáng sáng hai ông bà rủ nhau ra ban công tầng 1 ngồi ăn sáng, đọc báo, cà phê, bàn bạc đủ chuyện. Mỗi khi báo có đăng tin gì hay, ai nhìn cũng ngưỡng mộ hai ông bà hạnh phúc, thương yêu nhau. Ai cũng thấy con trai ông bà tính cũng phải. Nhờ vậy bây giờ gia đình mới sum họp vui vẻ bên nhau, tuổi già của ông bà mới được viên mãn. Nếu như cứ như vậy thì chẳng có gì để nói. Một sáng như mọi sáng, đang ngồi ăn sáng với ông, bà uống nước rồi bị sặc, cơn hen cũ nổi lên. Chở cấp cứu bệnh viện gần nhà được nửa ngày thì bà mất, một cái chết không ai ngờ. Sau đám tang của bà, ông suy sụp thấy rõ, sáng ông không ra ban công ngồi như lúc bà còn, chắc ông sợ phải nhớ bà, ăn uống ít hẳn. Chưa vơi nỗi buồn, ông lại thêm cú sốc, thằng con trai của ông bà không biết chơi bài bạc nợ nần từ bao giờ, giang hồ kéo tới đòi nợ. Con dâu ông hôm đó cũng ở nhà, nó rít giọng với chồng nó: "Ông không chết đi cho tôi nhờ, sao già còn đổ đốn vậy?" Rồi quay sang ông đang đứng không vững khi chứng kiến, nó nói: "Con ba thì ba lo đi, con mặc ông đó, chồng với chả con đúng là nghiệp chướng mà." Ông lúc đó chỉ biết quay ra đám chủ nợ, xin khất ít bữa để lo kiếm tiền đã. "Tụi tui nể ông già đó nhé, hẹn thì phải nhớ lời đó." Một đứa trong đám giang hồ nói, xong rồi cả bọn kéo đi. Để cứu nó, ông đành phải chấp nhận bán căn nhà của hai ông bà đang cho thuê mà nó đứng tên. Từ ngày không còn tiền thu nhập thuê nhà nữa, người con dâu chắc cũng chán, chẳng buồn hỏi han chăm sóc ông, để mặc cho chồng nó và con trai ông chăm nom. Ông lại càng buồn thêm,
Nhiều khi nhớ bà, ông lại ước được trở về thời gian sống ở quê cũ như xưa, nhưng chỉ là mơ ước mà thôi, những ngày tháng hạnh phúc mãi qua thật rồi. Một năm sau ngày bà mất, ông cũng ra đi. Ông làm sao mà sống thêm được nữa, khi lúc nào cũng ngồi một mình, không ai trò chuyện kể cả mấy đứa cháu, chúng còn bận rộn bao việc riêng của chúng. Ông không trách cháu ông đâu, con ông còn không quan tâm lấy gì mà đòi hỏi cháu. Chỉ là ông giận thằng con ông, nó thấy ông một mình mà cứ bỏ đi suốt, nhiều khi mãi khuya không thấy nó về. Ông lọ mọ qua bấm chuông nhà bên cạnh, nhờ họ gọi điện thoại cho con ông để ông nói chuyện với nó, gọi nó về. Cũng may nhà hàng xóm tốt bụng, thấy ông già họ tội. Ông phải làm vậy vì ông cứ hỏi về con trai ông là vợ nó quay đi, làm như không nghe vậy. Nó đang chán chồng nó mà. Còn ông trong căn nhà này khi không có con trai bên cạnh, ông cảm giác mình đang lạc vào nhà của ai xa lạ. Tội nghiệp khi ông mất, mọi người thay đồ tẩm niệm cho ông. Họ thấy trong túi áo ông một tấm hình ông bà và anh con trai lúc nó vừa học hết cấp 3 chụp chung với nhau. Chắc ông nhớ ngày xưa nhiều lắm. Ông chắc cũng vui vì sắp được gặp bà. Ai cũng mong là như vậy. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật thư giãn khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.